Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Tin Tức Tinh Túy. Thưa quý vị và các bạn, thông tin mà hôm nay chúng tôi cập nhật được và mong muốn gửi tới quý vị và các bạn ngay lập tức gồm có hai nội dung chính sau đây. Thứ nhất là vào đầu giờ chiều hôm nay, sau khi mà ghi nhận Bắc Giang có thêm 300 người dương tính với Covid-19 thì ngay lập tức Bộ Y tế đã phải họp khẩn để đưa ra những phương án xử lý. Thứ hai đó là thông tin có liên quan đến nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh. Thưa quý vị và các bạn, rất nhiều khán giả đã không bằng lòng, thậm chí là đòi hỏi chương trình Thách Thức Danh Hài phải đuổi nghệ sĩ Hoài Linh ra khỏi ghế nóng, không cho ngồi ghế nóng của chương trình Thách Thức Danh Hài nữa. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi video này để chúng ta cùng nhau chia sẻ cũng như là phân tích tìm hiểu quý vị nhé. Quý vị ơi, đừng ngại ngần dành cho chúng tôi một like, chia sẻ video này, ấn đăng ký và bấm chuông để ủng hộ cho kênh. Đồng thời quý vị và các bạn có thể nhận được thông báo khi mà kênh ra những tin tức mới nhất, nóng hổi và chính xác nhất được chúng tôi cập nhật nhanh chóng và gửi tới quý vị và các bạn ngay lập tức. Vâng ạ, và không để mất thời gian của quý vị và các bạn nữa, chúng ta hãy đi vào nội dung chính trong bản tin ngày hôm nay quý vị nhé. Thưa quý vị và các bạn, phát hiện hơn 300 công nhân ở Bắc Giang dương tính với SARS-CoV-2, Bộ Y tế đã phải họp khẩn. Tính đến đầu giờ chiều ngày hôm nay, ngày 25 tháng 5 thì tại Bắc Giang đã ghi nhận thêm 300 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Bộ Y tế đã yêu cầu ngay lập tức đóng băng tất cả các nhà ở của công nhân tại đây. Thưa quý vị và các bạn, đó là thông tin từ bộ phận công tác đặc biệt của Bộ Y tế tại Bắc Giang. Số lượng các ca dương tính này được phát hiện là nhờ tổng lực tăng tốc xét nghiệm trong 3 ngày vừa qua mà Bộ Y tế phối hợp với tỉnh Bắc Giang và các lực lượng y tế đã triển khai tại tất cả các khu công nghiệp, các nhà máy và khu lưu trú của công nhân trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Thưa quý vị và các bạn, tất cả các công nhân dương tính này đều đang lưu trú tại khu vực giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 và đang được kiểm soát. Theo như ông Trần Như Dương, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, nhận định sơ bộ nguồn lây tại các khu vực nhà máy trong khu công nghiệp và trong khu nhà ở lưu trú của công nhân, vì đây là nơi có mật độ làm việc, lưu trú đông, trong đó thì chủng virus này lây lan rất nhanh và mạnh, phát tán rộng trong môi trường không khí. Bộ Y tế đã yêu cầu bộ phận công tác đặc biệt của Bộ chỉ đạo chống dịch tại Bắc Giang ngay lập tức đóng băng tất cả các khu nhà ở của công nhân, đảm bảo cách ly nghiêm ngặt, nhất là các khu nhà cao tầng nơi có công nhân sinh sống, áp dụng thiết chế cách ly tập trung và các khu vực này coi như là nơi cách ly tập trung, tuyệt đối không cho người ở ra khỏi và xin lỗi quý vị và các bạn, tuyệt đối không cho người ở ra khỏi nhà, phòng ở và tiến hành xét nghiệm định kỳ liên tục để làm sạch những khu vực có công nhân lưu trú tại đây. Bộ Y tế họp khẩn cấp với Bộ và phân công công tác đặc biệt tại Bắc Giang và Sở Y tế Bắc Giang. Thưa quý vị và các bạn, là theo như thống kê tại thời điểm chúng tôi cập nhật đó là vào cuối giờ chiều ngày hôm nay thì Bắc Giang số ca nhiễm mới là 132, tổng số ca nhiễm là 1.156, số ca tử vong là 1, Hà Nội là 12 ca, tổng số ca nhiễm 316 ca, số ca tử vong là 4. Tại Bắc Ninh thì số ca nhiễm mới hôm nay là 2 ca, tổng ca nhiễm là 507, số ca tử vong là 2. Ở Lạng Sơn số ca nhiễm mới là 4, tổng ca nhiễm là 41, số ca tử vong là 0. Ở Đà Nẵng số ca nhiễm mới ngày hôm nay là 2, tổng số ca nhiễm là 154, số ca tử vong là 1. Thưa quý vị và các bạn, ở một số tỉnh thành ví dụ như là Hà Nam tăng thêm 2, Điện Biên tăng thêm 1, Thái Bình tăng thêm 1, Thành phố Hồ Chí Minh tăng thêm 1, Hải Dương không tăng ca nào, Vĩnh Phúc không tăng ca nào, Hưng Yên không tăng ca nào, Hòa Bình không tăng ca nào, Thừa Thiên Huế cũng không tăng ca nào, một số tỉnh thành khác cũng không tăng ca nào quý vị nhé. Thưa quý vị và các bạn, mong muốn rằng chúng ta hãy chung tay để đẩy lùi Covid-19 ra khỏi đất nước Việt Nam của chúng ta cũng như là thế giới quý vị nhé. Bởi thế mỗi người hãy nâng cao ý thức tự bảo vệ cho mình, bản thân, gia đình cũng như là những người thân quen của chúng ta quý vị ạ. Và tiếp theo chương trình xin mời quý vị và các bạn chuyển sang lắng nghe tin tức về nghệ sĩ Hoài Linh. Nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh cùng với số tiền là 14 tỷ đồng như thế nào quý vị ạ? Đừng rời mắt khỏi màn hình, chúng tôi sẽ cập nhật gửi tới quý vị và các bạn ngay bây giờ quý vị ạ. Vâng, thưa quý vị và các bạn, tiếp theo chương trình thì chúng ta nói tới danh hài Hoài Linh. Thưa quý vị, khán giả đòi loại Hoài Linh ra khỏi ghế nóng của chương trình Thách Thức Danh Hài. Vậy thì nhà sản xuất đã nói gì?
Thưa quý vị, phía công ty sản xuất chương trình cũng lên tiếng về vụ việc liên quan tới danh hài Hoài Linh. Cụ thể, nam danh hài Hoài Linh vấp phải những chỉ trích từ cư dân mạng về vụ việc liên quan tới số tiền từ thiện hơn 13 tỷ đồng ủng hộ cho đồng bào miền Trung năm ngoái. Vào tối ngày 24 tháng 5, tức là tối hôm qua, nam nghệ sĩ xuất hiện trong clip phân trần và khẳng định không ăn chặn tiền từ thiện. Tuy nhiên thì lời giải thích vì dịch Covid nên là chưa thể tới trao tận tay cho đồng bào miền Trung vẫn không thuyết phục được cộng đồng mạng, phải không ạ? Dù trước đó thì Hoài Linh và các đồng nghiệp đã thực hiện một số chương trình từ thiện nhưng chưa thông báo cụ thể tới các mạnh thường quân là thực hiện như thế nào trong thời gian bao lâu. Thưa quý vị và các bạn, trên trang fanpage có hơn 3 triệu người theo dõi chương trình truyền hình Thách thức danh hài. Nhiều khán giả phản đối việc mời Hoài Linh ngồi ghế nóng giám khảo, nói nhẹ nhàng là như vậy, nói nặng hơn là yêu cầu đuổi Hoài Linh ra khỏi chương trình Thách thức danh hài, không cho ngồi ghế nóng nữa. Trước đó thì công ty Điền Quân sản xuất chương trình đã thông báo là danh hài Hoài Linh và nghệ sĩ Minh Nhí là hai giám khảo chính sẽ thay thế cho Trường Giang và Trấn Thành trong mùa 7 năm nay. Nhiều ý kiến được khán giả đưa ra bởi vì Hoài Linh liên quan đến số tiền từ thiện chậm trễ trao tới bà con đồng bào miền Trung lũ lụt vì 14,6 tỷ đồng nên không ai coi đâu là Điền Quân ơi. Hy vọng chiếu xong tập 1, dân chúng không xếp hàng trước 14 Đinh Tiên Hoàng, phường Bến Nghé, quận 1 để biểu tình nha. Khán giả có nickname là Nobita đã viết như vậy. Không biết là Thách thức danh hài kỳ này anh Linh có ngồi trên ghế nóng không vậy? Sao mà nhục quá? Khán giả Nguyễn Vui đã lên tiếng. Chương trình công ty Điền Quân là một chương trình uy tín, cả nước theo dõi mà lại mời một hình tượng 13 tỷ góp ủng hộ miền Trung 6 tháng im du, mời Bộ Công an vào cuộc, khán giả Đặng Huy Vũ viết. Thưa quý vị, là nhiều cư dân mạng khác để lại những bình luận như sau. Chương trình này có Hoài Linh không ai coi đâu, chủ Điền Quân ơi. Có Hoài Linh thì ai mà thèm xem. Tôi sẽ kêu gọi tẩy chay Điền Quân, nói chung là Thách thức danh hài cũng như tất cả chương trình nếu như có Hoài Linh tham gia. Hoài Linh cũng bị bà chủ Đại Nam Nguyễn Phương Hằng chỉ trích khi mà nhận lời ngồi ghế nóng chương trình. Trong livestream, bà Phương Hằng bức xúc chia sẻ như sau: vừa rồi tôi đợi mãi xem Hoài Linh có chịu lên tiếng khi mà bị tôi lôi ra nói hay là không, nhưng không thấy lên tiếng. Vậy mà tới hôm qua tôi nghe tin Hoài Linh lên ngồi giám khảo Thách thức danh hài. Rõ ràng là Hoài Linh ngồi giám khảo Thách thức danh hài đang thách thức cộng đồng. Bà Phương Hằng cũng nói tại sao nhận lời đi sâu mà lại không lên tiếng cho cộng đồng biết, công chúng được rõ ràng về chuyện này. Đây là dấu chấm hết cho cuộc đời của một danh hài. Khi người ta đã quay lưng, nhìn rõ chân tướng rồi thì đừng nói chuyện tài ba gì ở đây hết. Một chữ tâm bằng ba chữ tài. Trước đó vài ngày thì chương trình Thách thức danh hài thông báo là tạm hoãn casting tại thành phố Hồ Chí Minh. Vào ngày 23 tháng 5, ban tổ chức sẽ sắp xếp lịch casting lần thứ 3 và thông báo lại sau tất cả các anh chị, cô chú và các bạn tại fanpage Thách thức danh hài. Thông báo được đưa ra trước đó thì chương trình cũng phải tạm hoãn casting ở Cần Thơ do là tình hình dịch Covid-19 bùng phát. Về phản ứng của cộng đồng mạng đối xử với vị trí ghế nóng của Hoài Linh như thế thì đạo diễn Khương Dừa cũng đại diện nhà sản xuất cho biết đã nắm được thông tin và hiện tại đang đưa ra hướng xử lý. Khi mà có quyết định chính thức sẽ cập nhật để gửi tới quý vị khán giả. Thưa quý vị và các bạn, vậy là Khương Dừa cũng như là ban tổ chức chương trình Thách thức danh hài vẫn chưa đưa ra quyết định cụ thể như thế nào, phải không ạ? Quý vị và các bạn hãy cùng chúng tôi chờ đợi và cập nhật. Chúng tôi chắc chắn sẽ cập nhật sớm nhất và gửi tới quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn sẽ là những người được biết thông tin nhanh nhất, sớm nhất và chính xác nhất. Quý vị và các bạn hãy yên tâm là như vậy quý vị nhé. Vâng, thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là những thông tin mà chúng tôi đã chất lọc và gửi tới quý vị và các bạn. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian để theo dõi video này của chúng tôi. Xin kính chúc quý vị và các bạn luôn vui vẻ, mạnh khỏe và bình an trong cuộc sống. Hãy chung tay cùng với cộng đồng đẩy lùi Covid-19 ra khỏi Việt Nam cũng như là toàn thể thế giới quý vị nhé. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn. Mong muốn rằng quý vị và các bạn đừng ngại ngần cho chúng tôi một like, chia sẻ video này giúp chúng tôi, ấn đăng ký và bấm chuông để ủng hộ cho kênh cũng như để cập nhật những tin tức mới nhất từ kênh quý vị nhé. Vâng ạ, và một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở trong những video tiếp theo. Xin chào, tạm biệt.